Hello, xin chào bạn. Ngày hôm nay thì bên công ty mình Đức Thiện Lighting Tinh vừa về cái dòng sản phẩm là đèn pha năng lượng mặt trời RGB 16 triệu màu. Hiện nay mình đang có hai mã, đây là công suất 500W và 800W. Và bây giờ mình sẽ bật test cho bạn xem này. Đây bạn, đây là khi mình điều khiển nó bằng trên điều khiển nó bằng remote điều khiển nhá. Thì nó sẽ tự động đổi qua tất cả các màu là xanh đỏ tím vàng, xanh lá xanh dương. Đó. Đây là cái thiết kế của nó này các bạn, nó đi những cái lá nhôm tản nhiệt rất là dày cái vỏ của nó nhá. Đây là cái phân khúc cao cấp, nó không như những cái hàng rẻ mà vỏ nhựa hay là mỏng nhá. Đó, đây là cái chóa tán quang bằng nhôm này. Ánh sáng phóng qua cái chóa này rất là xa và mạnh nhá. Bộ này là 500W. Đây là cái đèn của nó và sẽ có một cái tấm pin rời như này, kích thước của tấm pin là 35 nhân cho 67 nhá các bạn. Mã 800 thì sẽ có một cái tấm pin lớn như thế này. Kích thước của tấm pin là 45 nhân cho 70 và công suất của tấm pin là 50W. Bộ phụ kiện đi kèm thì lúc nào cũng là một cái remote điều khiển và một bộ ốc vít để các bạn lắp đặt điện thoại. Các bạn có thể tải cái app này trên App Store hoặc là CH Play nhá. Đây cái app đây, Sun Smart, các bạn kích vào cái app này giúp mình. Đó, sau đó các bạn bấm vào cái biểu tượng là Bluetooth này để quét, tại vì nó điều khiển bằng Bluetooth các bạn, để quét. Sau đó nó hiển thị các mã đèn RGB trên này, các bạn kết nối cho mình. Khi nào mà nó hiện cái tích xanh thì là nó đồng ý kết nối nhá. Như đây mình đang có là ba mã đã kết nối này, bây giờ mình sẽ bật cho bạn xem này. Đây, mình đã tắt ở trên app điện thoại hai cái đèn này nhá, bây giờ bật lại cho bạn xem này. Như hồi nãy mình nói thì con này là 16 triệu màu, tùy cho bạn chỉnh cái màu, pha màu. Ví dụ các bạn xoay cái sao bàn tròn này đến đâu thì cái đèn nó cũng sẽ về đến đó. Cho các bạn để cho màu đỏ này. Đấy, hoặc là các bạn cho nó về màu hồng này. Hoặc là các bạn có thể lựa chọn đơn màu, ví dụ các bạn cho về màu trắng. Con này có cả màu trắng nhé các bạn nhé. Rồi màu trắng này, rồi màu vàng, màu đỏ. Bây giờ thì mình sẽ cho bạn xem các chức năng của nó nhé. Đây là tự động đổi từ các màu. Đó, rất là xịn như này. Ngoài ra con này có chế độ cảm biến theo âm nhạc nhé. Bây giờ mình sẽ bật một cái bài nhạc. Và ngay lập tức là hai cái bộ đèn này nó sẽ nháy theo nhịp điệu âm nhạc luôn. Đây, bây giờ nó sẽ cảm biến và nháy theo nhịp điệu âm nhạc. Đó, tức là mình mở một bài nhạc ở đó, nó sẽ cảm biến theo nhạc nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ test cho bạn là cái độ sáng của nó này. Rồi, bây giờ mình bật đèn lên này. Đó, rồi chuyển các màu cho bạn xem này nhé. Màu trắng này. Màu trắng này. Rồi, màu vàng này. Màu đỏ này, màu xanh lá này, rất là đẹp đúng không ạ? Xanh dương này, màu hồng này. Đó, rồi khi chế độ cảm biến nhạc này các bạn, chỗ mấy đứa em bé đang chơi các bạn nhé. Đó, rất đẹp như này, rất cao như đấy. Cực đẹp. Đó, rất là đẹp như này. Rất là mạnh nha các bạn nhé, độ sáng rất là đẹp. Nó pha lên ngọn cây và tòa nhà luôn các bạn. Buổi tối lên đèn rất là đẹp. Thì chỗ này mình đã tắt hết đèn xung quanh này, chỉ còn đúng đang sử dụng hai cái đèn pha năng lượng mặt trời này. Đó. Ok, bạn nào cần tư vấn hay quan tâm sản phẩm này có thể liên hệ bên mình nhé.